Trung Thực Auto cập nhật xe. Chào mừng quý anh chị trở lại với em Trường, đại diện tư vấn bán hàng của Trung Thực Auto Vô Cầm Cao, có số điện thoại hotline là 0866 482286 ạ. Và địa chỉ kinh doanh cơ sở 1 chi nhánh ngoài Bắc nhà em là số 495 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Và địa chỉ kinh doanh cơ sở 2 chi nhánh miền Nam nhà em là số 709 đường DT 743B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hai cái bên chưa anh không có, đây phiên bản này không có. Trước mắt quý anh chị đây là một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 tiêu chuẩn. Con này nhà em sản xuất vào đăng ký 2022 này. Xe thì một chủ đầu và hiện tại đang chạy Odo là có trên 1 vạn thôi, trên 1 vạn. Và con này sẵn biển Hà Nội rồi nhá. Rất là lợi thế cho quý anh chị này. Ở phiên bản 2.0 tiêu chuẩn này chúng ta sẽ không có cảm biến trước đâu anh chị ạ. Mà chúng ta sẽ có cái hệ thống đèn này. Đèn này là đèn bi projector thôi. Bên trong nó sẽ là một cái bóng halogen thôi. Đấy, chiếu sáng ánh sáng vàng thôi. Và chúng ta sẽ có giải định vị này. Đây là một chiếc xe thiết kế hoàn toàn mới, hoàn toàn mới. Thay đổi tất cả từ ngoại thất cho đến nội thất luôn. Đấy. Nhiều người, rất là nhiều người thích thú với cái ngôn ngữ thiết kế này. Nhưng mà cá nhân em thì em thích cái phần nội thất thôi. Còn phần ngoại thất thì em nghiêng về cái đời trước hơn, cái form trước hơn. Đó. Đây. Xi nhan rồi là đèn điện thì nó là led hết rồi anh chị nhé. Đấy. Những cái này này đều led hết rồi này. Đấy. Có cái dưới đây là nó là đèn gầm đây này. Thì nó là halogen thôi. Ở bên hông này thì chúng ta sẽ có cái la răng khá là bé, nó là 17 inch nhé. Thì lốp rất là béo. Lốp này vô cùng là béo này, đấy, vô cùng là béo. La răng 17 inch thì sơn màu ghi thôi. Lên phiên bản đặc biệt thì chúng ta sẽ có cái la răng 18 inch phay xước. Phay xước. Lốp này rất dày anh chị nhá, anh chị giúp em này, các cái dạng lốp này vô cùng là sắc. Vô cùng là sắc, tức là nó còn rõ cái góc cạnh hình chỗ vuông này này. Còn nếu mà chúng ta chạy nhiều ấy, thì nó sẽ không được như thế đâu. Cái này vô cùng là sắc nét nhé. Nhìn bề ngang thì chúng ta sẽ thấy nó gần giống như là một chiếc Lamborghini Urus, bởi vì rất là nhiều các cái phần dập khuôn ở đây này, tạo hình khóc cạnh này, rất giống luôn anh chị nhá. Phiên bản đặc biệt này, bản tiêu chuẩn này chúng ta cũng sẽ không có cái adaptive, bao gồm là cảnh báo, tức là bấm được theo sang phía trước này, hỗ trợ giữ làn này, cam 360 này, đấy, bị cắt hình những cái đấy nhá. Lát nữa chúng ta sẽ di chuyển vào trong. Đuôi xe chúng ta vẫn sẽ có 4 cảm biến. Nó không giống, không khác gì so với cả phiên bản kia. Và vẫn có cái giải định vị rất là dài ở đuôi xe này. Rồi là hình cái giải đèn đèn này nữa, nó giống như hình một cái móng vuốt. Móng vuốt. Và cốp thì ở trong cốp cơ anh chị nhé. Cốp cơ. 2022 thì em sẽ không quay quá nhiều về cái phần keo chỉ của xe, vì nó còn rất là mới vào phiên bản rồi. Đấy. Thảm sàn chủ xe đã lên rồi nhá. Và hiện tại chiếc xe này em đang quay mộc cho quý anh chị. Quay mộc luôn. Đấy. Cốp rất là rộng. Thì ra bên trong thì vô cùng là căng lên chị nhá. Mà nội thất nó sẽ là nội thất màu nâu. À màu đen, em xin lỗi ạ, màu đen. Đấy. Nội thất rất là căng. Còn nguyên mùi thơm luôn. Thì lái chỉnh điện nhé. Và ghế phụ thì đương nhiên là chỉnh cơ rồi. Đấy, bây giờ như chỉ bảo chúng ta đi về bên trong đây, chúng ta sẽ thấy khác biệt rất là nhiều. Đấy. Đầu tiên thì anh chị có thể thấy đấy là trên vô lăng này đi, vô lăng này. Vô lăng này chúng ta sẽ không có cái nút mà để bám đuôi theo xe phía trước này, rồi là hỗ trợ giữ làn, mà nó sẽ là cái nút đồng ý cũng như là nút dừng và chuyển tiếp bài thôi. Đèn thì đèn auto, nhưng mà gạt mưa thì nó lại không phải là gạt mưa auto. Đó. Rồi, màn hình giải trí thì chúng ta sẽ màn hình hiển thị thông tin. Và chúng ta sẽ có những cái màn hình analog thôi, và một màn hình LCD rất là nhỏ hiển thị các thông tin cơ bản ở đây thôi. Đấy, còn nếu mà phiên bản đặc biệt đổ lên ấy, thì chúng ta sẽ có cái màn hình hiển thị thông tin toàn bộ đều là màn hình LCD hết chị nhá. Về phía ở màn hình giải trí trung tâm và các cái này thì nó sẽ không có gì khác biệt so với cả là phiên bản đặc biệt kia, cũng như là phiên bản 1.6 turbo. Đó, toàn bộ nút bấm vật lý đã chuyển toàn bộ thành cái nút cảm ứng rồi, và màn hình vẫn có cái độ phân giải cũng như là kích thước như thế nhé. Nhưng mà sẽ không có cái sạc không dây, sẽ không có sạc không dây. Đấy, ngoài ra thì sẽ không có nút cam 360 này, cam 360, và xây ghế là mắt ghế cũng sẽ không có nhé, không có. Gương thì cũng không phải là gương chống chói, gương chỉ là gương thường thôi. Đấy, còn nếu mà phiên bản đặc biệt thì nó sẽ có một hàng nút đấy nữa, mà là mắt ghế này, sấy ghế này, sấy vô lăng này. Đó. Thay đổi hoàn toàn. Nói chung là em thích cái phần nội thất, còn phần ngoại thất thì em hướng về cái form cũ nhiều hơn. Và may mắn cái đấy là lên phiên bản 2022 này, form mới hoàn toàn thì chúng ta sẽ không phải dùng phanh cơ nữa, bởi vì là các đời trước ở phiên bản tiêu chuẩn thì tất cả đều là phanh cơ, nhưng đây nó có phanh điện tử rồi. Còn nếu mà cửa nóc thì anh chị phải lên phiên bản cao nhất là phiên bản 1.6 turbo thì chúng ta mới có cửa nóc. Và chiếc xe này thì em đang bán với một giá là chỉ hơn 750 triệu thôi chị nhé. Hơn 750 triệu cho một chiếc Hyundai Tucson phiên bản 2.0 tiêu chuẩn.
sản xuất và đăng ký 2022 biển Hà Nội, xe một chủ chạy 1.1 vạn. Đấy, hơn 750 triệu rồi anh chị nhá. Thì anh chị quan tâm chiếc xe này, vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0866 48 2286 ạ. Em chào anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe ạ.